Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị ngay sau đây. Nga chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraina ở Zaporizhia. Tass dẫn lời người đứng phong trào, chúng ta cùng với nước Nga Vladimir Rogo ngày 25 tháng 3 cho biết quân đội của chúng ta đã chọc thủng phòng tuyến Tây Bắc Vobovoye và tiến thêm 2 km lực lượng của chúng ta đã giành quyền kiểm soát ít nhất 5 thành trì, hơn nữa, đối phương Ukraine tổn thất nặng nề về binh lực. Ngoài ra, ông Rogo cho hay, theo hướng Zaporizhia, lực lượng Nga cũng giành được một số bước tiến ở Tây Bắc, Rapotino. Tại Rapotino, lực lượng Nga đã cải thiện được các vị trí, tiến gần về Staromayoskoye, ông nói. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 2 báo cáo rằng các lực lượng Nga đã giành được khu định cư Rapotino trong chiến dịch tấn công, quân đội Ukraine cố gắng giành lại phòng tuyến đã mất bằng cách đưa quân tiếp viện từ các hướng khác đến khu vực đó, nhưng không thành công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 3 đưa tin các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía đông của Nga đã kiểm soát khu dân cư Minoye ở Zaporizhia. Tại mặt trận miền đông, quân đội Nga khẳng định đang củng cố vị trí gần thành trì Adipka, tỉnh Donetsk, sau khi Ukraine rút quân khỏi đây tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết lực lượng Nga đang giành thế chủ động trên toàn chiến tuyến và chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại hoàn toàn. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi xung đột nổ ra, Moscow đã phá hủy gần 600 máy bay, 270 trực thăng quân sự và hơn 17.000 máy bay không người lái, hơn 15.000 xe tăng, gần 500 hệ thống phòng không của Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebezia tuyên bố, Nga đã đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine và hiện giờ quân đội Kiev chỉ cầm cự dựa vào nguồn vũ khí từ phương Tây. Anh nói hạm đội Biển Đen Nga không còn hoạt động về mặt chức năng. Bình luận sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào thành phố cảng Sevastopol của Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết hạm đội Biển Đen của Nga đã không còn hoạt động về mặt chức năng. Ông Sharp chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa ở Sevastopol hôm 23 tháng 3. Theo trang thông tin độc lập Astra của Nga, dường như có 18 tên lửa đã rút xuống Sevastopol và lực lượng phòng không của Nga đã chặn được 11 tên lửa trong đó. Các tài khoản tình báo nguồn mở cho rằng tên lửa Stone Shadow do anh cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công trong khi các blogger của Nga cho biết tên lửa Neptune Tên lửa mồi nhử ADM-160 và máy bay không người lái đã được triển khai. Tình báo quân đội Ukraine cho biết tàu Yama của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và một lỗ hồng ở bong trên đã khiến con tàu bị nghiêng sang mạn phải. Ngoài ra, Ukraine nói rằng cuộc tập kích của họ hôm 23 tháng 3 cũng làm hư hại tàu Azov của Nga. Trong một tuyên bố cập nhật hôm 25 tháng 3, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay họ đã tấn công một trong những nhà máy sửa chữa tàu của Nga ở Sevastopol, nơi tàu Yama neo đậu. Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Dmytro người phát ngôn của Hải quân Ukraine, cho biết ngoài hai tàu nói trên, Ukraine dường như cũng đã tấn công vào tàu trinh sát Ivankos, phía Ukraine vẫn đang xác minh thông tin này. Ông Sharp cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine đang gây tổn thất lớn cho hạm đội biển đen của Nga. Lực lượng hiện không còn hoạt động về mặt chức năng. Bộ trưởng Anh không giải thích thêm chi tiết về những nhận định nói trên. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Đây là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga. Mặc dù chỉ có lực lượng hải quân nhỏ, nhưng Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay, cũng như xuồng không người lái để chống lại các tàu Nga, làm ảnh hưởng tới năng lực hải quân của nước này. Tháng trước, lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ cảnh báo con số trên có thể tăng lên 50% nếu Ukraine giữ tốc độ tấn công và Nga không có biện pháp đối phó hiệu quả. Nga chưa bình luận về con số này, chưa thể xác minh tính chính xác của các tuyên bố từ Ukraine và phương Tây vì đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến. Trong bản đánh giá hôm 24 tháng 3, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ nhận định, bất kể thiệt hại gây ra là gì, Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào các tàu của hạm đội Biển Đen có thể sẽ tiếp tục ngăn cản Nga tái triển khai tàu đến Sevastopol và phía tây Biển Đen và làm phức tạp khả năng tối đa hóa năng lực chiến đấu của hạm đội. Ngoài ra, chính phủ Anh cho biết các khoản viện trợ từ các đồng minh NATO sẽ giúp Ukraine chuyển đội hình lực lượng hải quân, đưa lực lượng này ngang hàng với liên minh và tăng cường an ninh ở Biển Đen. Ukraine đưa mục tiêu quan trọng mới của Nga ở Crimea vào tầm ngắm. Quân đội Ukraine đã chú ý tới mục tiêu mới của Nga ở bán đảo Crimea và tuyên bố sẽ tập kích phá hủy. Newsweek đưa tin Ukraine đã đưa vào tầm ngắm tuyến đường sắt mới được Nga xây dựng để nối các vùng Moscow kiểm soát với bán đảo Crimea. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm 21 tháng 3, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine HUR Andriy Shushov nói rằng tuyến đường sắt đi qua vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát để nói thành phố cảng Rostov-on-Don với Crimea là một thách thức nghiêm trọng và mục tiêu quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga không hài lòng với những gì đang xảy ra ở cầu Crimea, vì vậy họ đang cố gắng tăng cường kết nối đường sắt, ông Yusuf nói hôm 21 tháng 3. Ông Yusuf nói thêm rằng Nga đang sử dụng đường sắt để hỗ trợ tiếp tế cho lực lượng chiến đấu ở Ukraine. Moscow cho biết vào tháng 11 năm 2023 rằng việc xây dựng tuyến đường sắt đã bắt đầu để giúp vận chuyển hàng hóa như ngũ cốc, sắt và than đến đất liền Nga. Đây là tuyến vận tải được xây sau khi Ukraine liên tục thực hiện các vụ tấn công vào cây cầu nối trực tiếp đất liền Nga và From. Vào thời điểm đó, Yekini Palitsky, lãnh đạo thân Nga tại Zaporizhia, nói rằng việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ giải quyết các vấn đề của quân đội. Theo quan chức Palitsky, tuyến đường sắt mới sẽ cách Tiền tuyến giao tranh một khoảng cách an toàn có nghĩa là các cuộc pháo kích của Ukraine sẽ không gây ra mối đe dọa cho các đoàn tàu. Ông cũng chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng đường sắt hiện tại đã lỗi thời. Ông cũng cho biết mặc dù việc này đã có thể được thực hiện thông qua cầu Brum, nhưng tuyến đường hiện tại vẫn chưa đạt mức tối ưu. Ông cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng đường cao tốc nối on don và Zanko Brum khi hoàn thành con đường sẽ tăng gấp đôi số lượng phương tiện đi qua Zaporizhia. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Biển Đen nổi lên như một mặt trận quan trọng. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Rum, bán đảo ở phía nam Ukraine trên biển Đen và sát nhập vào Nga năm 2024. Trong thời gian qua, Ukraine thực hiện hàng loạt vụ tập kích nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội biển Đen của Nga ở Rum cũng như các công trình kết nối bán đảo với Nga. Hạm đội biển Đen được cho là lực lượng quan trọng trong các chiến dịch tập kích của Nga từ biển Đen vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tháng trước, lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của hạm đội biển đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Ukraine không có lực lượng hải quân mạnh nhưng đã sử dụng các phương tiện không người lái nội địa và tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để đạt hiệu quả cao trong các trận tập kích vào mục tiêu của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 1 tuyên bố, một trong những trọng tâm của quân đội nước này trong năm 2024 là cô lập lực lượng Nga ở Crimea. Trong khi đó, Moscow cho rằng, việc Ukraine tăng tần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đang tuyệt vọng với cuộc phản công trì trệ, không đột phá. Nga đột ngột mở chiến dịch tấn công Zaporizhia, Ukraine gặp bất lợi lớn. Ngay sau khi chiếm được Avdiivka, quân Nga bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn trên hướng Zaporizhia. Vì sao Moscow đột nhiên chuyển từ phòng thủ sang tấn công toàn diện trên nhiều mặt trận cùng lúc Nga đột nhiên tấn công quy mô lớn Ukraine bất lợi. Sau khi chiếm Avdiivka vào ngày 17 tháng 2, Nga bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Zaporizhia, hiện tại được không quân và pháo binh yểm trợ. Bộ binh cơ giới Nga đã phát động cuộc tấn công lớn vào Rabotino. Quân đội Ukraine phải rút lui đến các vị trí phòng thủ ở phía nam và phía tây Rabotin và chỉ cách Orykhov 9 km. Vào đầu tháng 2, Tổng thống Zelensky đã triệu tập một cuộc họp thảo luận với các tướng lĩnh cấp cao Ukraine, trọng tâm là các khu vực tiền tuyến, công sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng như Abdiivka và Rabotine. Bây giờ, Abdiivka đã mất, Rabotine có thể cũng không giữ được. Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga đột nhiên triển khai thế trận tấn công quy mô lớn và không còn áp dụng chiến thuật phòng thủ? Thứ nhất, Kiev chưa nhận được 60 tỷ USD viện trợ như dự kiến từ Mỹ, trong khi có viện trợ hàng chục tỷ USD từ EU cũng chỉ mới vượt phê duyệt và khoản giải ngân 4,5 tỷ USD đầu tiên còn đang trên đường đến Ukraine. Trong khi nguồn cung từ Mỹ và phương Tây vẫn theo kiểu nhỏ giọt, tiềm lực chiến tranh của Ukraine cơ bản đã cạn kiệt. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại cơ bản có lợi cho Moscow, nên nếu tổ chức tấn công lúc này, Nga có thể giảm thiểu thương vong. Thứ hai, Mỹ và phương Tây vẫn duy trì quyết tâm cao là hạ gục Nga, tuy nhiên thành tích chiến đấu trên chiến trường cho thấy điều ngược lại. Việc Avdiivka thất thủ khiến tinh thần binh lính Ukraine bị suy giảm rất nhiều, trong khi đó tinh thần binh sĩ Nga đang ở mức cao khi đã liên tiếp giành thắng lợi mang tính chiến thuật ở Donetsk và lực lượng của họ ở Zaporizhia cũng cảm thấy hưng hực khí thế tấn công. Dù vậy, nếu một Avdiivka thất bại cũng chẳng là gì. Tuy nhiên, nếu có 5 hoặc thậm chí 10 thành phố quan trọng, tương tự như Avdiivka bị mất, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ thực sự bị suy sụp. Thứ ba, cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ, trong đó đường kim tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng tuyệt đối, cho thấy chính trị Nga rất ổn định. Giờ là lúc họ bung sức để giành một chiến thắng đậm, nhằm duy trì uy tín quốc tế và thậm chí cả uy tín trong nước cho ông chủ điện Kremlin. Ukraine thay tướng liệu có xoay chuyển tình thế? Sự ra đi đột ngột của tướng Zaluzny, nguyên tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và việc bổ nhiệm tướng Sitsky thay ông đã ảnh hưởng lớn đến quân đội. Mặc dù tướng Sitsky có được thành tích nhất định trên chiến trường Ukraine như cuộc giải vây Kiev và phản công Kharkov, nhưng ông Zaluzny luôn có uy tín cao trong lực lượng vũ trang nhờ công lớn trong việc làm phá sản kế hoạch tấn công chớp nhoáng của Moscow và sau đó là nhiều thắng lợi quan trọng khác quân đội ukraine được cho là không hoàn toàn hài lòng với quyết định thay đổi người chỉ huy cao nhất của tổng thống zelensky đầu tiên việc thay đổi chỉ huy trong giai đoạn nguy cấp chắc hẳn đã ảnh hưởng đến tác chiến tổng thể của ukraine nhưng điều họ không ngờ đó là nga sẽ mở cuộc phản công quy mô lớn vào thời điểm này theo một số sĩ quan ukraine tướng siski còn là nguyên nhân gây chia rẽ trong quân đội ukraine và thậm chí là một tướng chỉ huy nướng quân suy cho cùng tướng siski ngay từ khi vừa ngồi vào ghế nóng đã phải chịu một loạt thất bại tất nhiên khách quan mà nói xu hướng suy yếu của lực lượng vũ trang ukraine đã xuất hiện từ những tháng cuối tại vị của người tiền nhiệm nhưng nếu nga tiếp tục gây áp lực trong những tháng tới tướng siski có thể sẽ không ngồi vững bên cạnh đó kho vũ khí trang bị đã bị tiêu hao đáng kể nếu không có đợt cung cấp đạn pháo và bổ sung vũ khí mới từ phương tây ukraine sẽ khó đạt được kết quả khả quan trên chiến trường một khi nga biết chắc rằng ukraine không thể phòng thủ cuộc tấn công của họ sẽ càng trở nên ác liệt hơn xét cho cùng giữa nga và ukraine có sự khác biệt lớn cuộc tấn công của kiev vào lãnh thổ nga là rất nhỏ và không thể làm suy yếu công nghiệp quốc phòng nga trong khi cuộc tấn công của moscow vào các nhà máy quốc phòng của đối phương lại rất mạnh khiến khả năng tự sản xuất vũ khí của ukraine vốn đã rất hạn chế lại càng gặp thêm nhiều khó khăn Kỳ thực, ai cũng biết, đối với Nga, họ đang lợi dụng những khó khăn của Ukraine để tăng cường tấn công trên toàn chiến trường và có thể lấy móc sông Dnepr làm ranh giới buộc Kiev phải nhượng bộ. Nga không ngồi yên đợi cho đến khi tất cả sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine được thực hiện, bao gồm cả khả năng NATO đưa lực lượng vào tham chiến trực tiếp. Bởi đó sẽ là sự đe dọa lớn hơn, có thể buộc Moscow phải giữ sức để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với EU và Mỹ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo